Thời điểm hiện tại là thời điểm vàng để chúng ta mua những chiếc 11 Pro Max đã qua sử dụng. Đến bây giờ những chiếc máy còn zin vẫn còn đang rất là nhiều và những chiếc máy dựng thì tỷ lệ còn ít hơn. Nhưng mà khi đi mua ấy thì chúng ta nên lưu ý là chúng ta có thể lựa chọn được chính xác hay không. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip để hướng dẫn chúng ta cách chọn những chiếc 11 Pro Max chuẩn nhất. Vâng, đây là những chiếc máy iPhone 11 Pro Max các bạn này. Đó. Đây hoàn toàn là những chiếc máy zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa hay là can thiệp bất cứ vấn đề gì cả. Bởi vì là hiện tại mình làm clip này ấy, ngày trước mình đã làm một clip rồi. Và đến thời điểm hiện tại ấy, thì là cái lượng máy dựng nó cũng khá là nhiều rồi. Ngày trước mình làm thì nó chưa nhiều đâu, nhưng bây giờ có tương đối là nhiều rồi. Và thay màn lô này, hay là sửa chữa qua rồi này, hay là thay vỏ thì đã có rồi. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ làm lại clip để hướng dẫn các bạn một cách chuẩn hơn, bởi vì bây giờ là nó sẽ kiểm tra khó hơn một chút rồi đấy. Đó, thì đầu tiên phải nói đến 11 Pro Max cho các bạn biết trước. Thì hiện tại 11 Pro Max bây giờ nó là tầm khoảng tháng 5 của năm 2021 ấy, thì giá những chiếc máy cũ nó sẽ dao động vào tầm khoảng 18 cho đến trở lên. Với những bản dung lượng cao hơn thì nó sẽ đắt hơn là điều tất nhiên rồi. Mình đang nói ở đây là bản quốc tế, còn lock thì mình không nói bởi vì mình hiện tại đang không kinh doanh máy lock. Nhưng mà các bạn nên để ý là nhiều trường hợp máy lock nó không fix thành quốc tế được, thành ra mình dùng mình cứ nghĩ là quốc tế thời gian sau mình format nó sẽ lock. Đó, nên là ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn thẻ luôn. Đó, thì các bạn muốn mua quốc tế thì các bạn cứ lưu ý là giá nó phải tầm khoảng 18,5 triệu trở lên nhá. Đến thời điểm tháng 5 2021. Còn sau đấy thì các bạn có thể tham khảo website bên mình là mnv.vn để các bạn biết là thời điểm hiện tại là giá là bao nhiêu. Tất nhiên cho đến tầm khoảng cuối năm nay thì chắc chắn là nó sẽ giảm xuống rồi, đúng không? Bởi vì là 12 Pro Max nó ra 13 Pro Max luôn rồi, đó thì giá nó sẽ giảm xuống. Thì việc đầu tiên là chúng ta cùng nhận biết để chúng ta mua được một chiếc 11 Pro Max chuẩn đấy. Chứ đã, thì đầu tiên thì mình nói trước là các bạn đều biết ấy, là 11 Pro Max thì nó chỉ bao gồm 4 màu thôi nhé. Đó là cái màu xanh mà chỉ duy nhất 11 Pro Max và 11 Pro mới có. Đó là màu xanh như này. Ở nhìn trên camera thì khó phân biệt giữa cái màu xám, nhưng mà mắt thường sẽ dễ nhìn thấy đây là một chiếc màu xanh. Đó, dạng màu xanh giống như ở dạng màu xanh quân đội ấy. Tiếp nữa là một chiếc màu bạc. Sau đến màu đen, màu xám và sau đấy đến màu vàng. Nó chỉ có 4 màu như này thôi và cái dạng thiết kế của nó thì ở mặt sau nó sẽ lưng nhám, chứ nó không giống như những chiếc Max ở lưng bóng như thế này. Đó là lưng nhám. Đó, cái này thì ai và nếu mà biết iPhone đều biết rồi, còn mình nói cho các bạn nào chưa biết, đúng không? Và cái này là nó gồm camera, gồm ba camera, nó sẽ được làm vuông ở trên góc như thế này. Đó, các bạn lưu ý nha. Thì ngày xưa cái clip mình làm bằng năm ngoái khi nó mới ra mắt, mới có máy cũ ấy, thì là cái cụm camera này ấy, hàng máy nhái trước đấy nó làm rất là nhiều, và camera này cái cụm ở giữa nó đều là màu đen. Nhưng thực tế mà nói thì nó sẽ là theo màu của lưng máy. Nó màu vàng thì cái phần camera sẽ là màu vàng. Đó, chỉ có phần mắt nó là màu đen thôi. Màu xám thì nó sẽ là màu xám như này, màu trắng sẽ là màu trắng và màu xanh nó sẽ là màu xanh nhé. Đó. Thì ngày xưa nó nhái ấy, thì nó sẽ là một cụm màu đen hết. Thế là chúng ta rất dễ phân biệt. Nhưng đến bây giờ nó nhái nó sẽ không làm thế, nó làm giống như này luôn. Nó sẽ làm giống y xì như này luôn. Đó, các bạn lưu ý là như vậy. Và khi mà chúng ta đi xem máy ấy, thì chúng ta lưu ý một điều là hầu như là từ iPhone 11 trở lên là nó sẽ bỏ chiếc iPhone ở sau lưng. Nhưng mà các bạn khi mua máy thì các bạn nên phân biệt được. Nếu mà các bạn đang mua cái bản mà không phải là LL, đây như ở trên phần cái đàn này, mình sẽ chỉ rõ hơn một chút là phần cái đàn này nhé. Đây này. Đó, phần mình cái đàn chung này. Mà nó không phải là L mà nó có thể là B này, có thể là Q này, có thể là QN này, có thể là CN này. Có nghĩa là xuất cho thị trường châu Âu thì danh sách thị trường thì các bạn có thể xem trên Google nhé. Mà nó là lưng trơn như này ấy, thì nó không chuẩn. Bởi vì là những máy xuất trên thị trường châu Âu thì nó sẽ có thêm một cái biểu tượng hình thùng rác gạch chéo ở đây. Ở đây thì mình không có thì mình sẽ rất là khó nói, nhưng mà các bạn có lưu ý là hình của hàng châu Âu ấy là sẽ có hình thùng rác hoặc thêm hình gạch chéo ở đây. Đó. Còn những chiếc máy hiện tại đang bán tại Việt Nam cũng như bên mình đang bán, thường thường là của Việt Nam hay là của Mỹ ấy, thì nó sẽ trơn như này. Đó, nó sẽ không có những chiếc iPhone giống như ở trên cái mắt này đâu nhá. Vật 11 trở lên ấy là nó sẽ không có chiếc iPhone đây, còn nếu các bạn đi mua có chiếc iPhone thì đấy là lưng không phải lưng chuẩn. Các bạn lưu ý một điều là như vậy, nó không phải lưng chuẩn. Khi các bạn mua rất là cẩn thận trong vấn đề là mua có chuẩn hay không, bởi vì nhiều trường hợp là nó làm nhái không tới, nó lại in chiếc iPhone đây, hoặc là nó là lưng xịn nhé. Ví dụ như là hàng Mỹ lại có hình thùng rác cái chéo đây là không phải. Chắc chắn một điều là như vậy. Các bạn lưu ý mình như vậy, thì khi các bạn đi xem các bạn lưu ý là có 4 màu và nó sẽ có trơn như này, và là không in hình gì cả, chỉ in hình quả táo ở giữa thôi.
và sẽ là dạng thiết kế màu sần như này nhé, chứ không phải là màu bóng. Các bạn lưu ý là như vậy. Đó là phần xem qua về hình thức. Đó, còn tiếp nữa là chúng ta sẽ xem kỹ hơn một chút về cái phần lưng ở đây. Khi mà chúng ta cầm máy ở trên tay ý, thì chúng ta nên xem là chúng ta mua một chiếc máy mười mấy triệu, gần 20 triệu liệu có đẹp hay không. Cái điều đó là điều đương nhiên, và cái màu sắc của nó có chuẩn hay không. Đó, các xem tất cả các viền ở đây. Đó nha, và chúng ta sẽ cùng xem kỹ lại cái lưng một lần nữa. Đó, mình đang hướng dẫn các bạn xem từng chi tiết từng tí một trước. Chúng ta sẽ xem kỹ cái phần lưng một lần nữa, là chúng ta sẽ cùng nhìn tất cả cái mép này, xem có lòi lên một tí keo nào hay không. Bởi vì cái trường hợp mà thay cái lưng này ý, mà không còn phải tháo máy, không còn vặn ốc tét ốc ấy, là chuyện bình thường, bởi vì bây giờ người ta thay rất là dễ rồi. Đó, thì người ta cùng xem có lòi tí kia là không, và được dán có đều hay không. Và chúng ta nhắm mắt vào, chúng ta miết cái tay này, miết cái mép này xem nó có bị cao hơn hay không. Nếu cao hơn thì chắc chắn một điều là nó đã bị dán lại rồi. Cái điều đó là điều chắc chắn luôn, là đã bị dán lại rồi các bạn nhé. Đó, bởi vì dán thay cái này đâu đắt đâu, chỉ có mấy trăm nghìn là chúng ta có thể thay được rồi. Trường hợp bị vỡ mà thay không còn nguyên zin nữa, chúng ta đâu thích đâu, đúng không? Đó, chúng ta cùng miết cái mép này nha. Và cái màu sắc nó phải thật đều nha, màu sắc nó phải thật đều, và nó không có một cái vết xước nào bên trong. Lưu ý là không thể nào có vết xước bên trong được. Đó, táo đều. Đó, hiện tại trên thế giới chỉ duy nhất một chiếc máy sản xuất lỗi là táo bị lệch sang bên, và người ta bán chiếc máy đến vài nghìn đô la cơ. Đó, bởi vì chuẩn Apple bị lỗi thì nó bán được nhiều tiền lắm, nhưng mà thực sự là không bao giờ, gần như không bao giờ có đâu. Táo phải đều này. Đó, táo rất đều, nằm ở giữa này, hai dòng đấy, rất đều. Đó, và cái này này không có tí keo nào nổi lên. Chúng ta xem thật kỹ nha, và rất đều nhau, xem có vết cạy nó hay không, xem thật kỹ cái lưng nó là như vậy. Và cái phần nhựa ở phía camera nó sẽ là nhựa bóng. Ở trên này sẽ gồm có cụm ba camera là chủ đạo khi chúng ta nhìn thấy, và cụm ba camera này nó không giống nhau, tuyệt đối là không giống nhau. Hàng nhái nhé, hàng nhái nó chỉ có một camera nhất nằm ở đây thôi, còn những cái này chúng ta nhìn thấy á, nó gần như là nó in ra in trên ảnh ấy, nó làm thành bằng nhựa ấy, nó nhìn rất là dại. Còn hàng xịn chúng ta nhìn nhá, và tuyệt đối là nó không giống nhau. Đó, các bạn nhìn này, ở giữa, ở trên cùng đó, và cam này nó sẽ không giống nhau đấy nha, chứ nhìn là giống nhau là không phải hàng xịn đâu. Đó, phía bên trên cùng là nó sẽ là đèn, cụm đèn flash. Cụm đèn flash này nó sẽ là một cái ống kính riêng đó, chứ nó không liền một khối, và nó sẽ có cái dạng vân tròn và tỏa ra các bên, và hai cái đèn flash hai bên, hai một trên một dưới, và màu sắc nó sẽ hơi khác nhau một tí. Đó, cái bên dưới nó sẽ màu cam đậm hơn, và đèn flash rất là to đấy nha. Đó, phía dưới này nó sẽ là mic thu âm của camera. Thì các bạn lưu ý là cái màu của cái màu của cái chắn bụi của cái mic thu âm này nó sẽ tương tự theo cái màu của cái máy. Ví dụ đây là màu vàng thì cái màu của cái chắn bụi này sẽ là màu vàng nhé, nó sẽ màu vàng này. Đó, cái màu xám nó sẽ là màu đen nhá. Và các bạn lưu ý là các bạn nhìn nó không có vết chọc vào đâu nhỉ, nó có vết chọc vào thì các bạn lên xem lại nhá. Đó, cái màu của cái màu trắng sẽ là màu vàng này. Đó, yeah. Cái màu xanh nó sẽ là màu xanh luôn. Đó, các bạn lưu ý như vậy nhá. Đó, thì cái màu sắc của mic phụ này sẽ gần như là tương đồng so với cái màu sắc của cái máy. Đó. Và chúng ta sẽ xem kỹ một lần nữa là xem cái camera này nó có bụi bên trong hay đèn flash nó có bụi bên trong hay không. Nếu mà nó có bụi bên trong ấy, hoặc là có dấu vân tay ấy, thì chúng ta không nên lấy những con đấy, bởi đã bị tháo ra rồi. Bởi vì máy này là máy chống nước rất là kín. Sau 2 năm sử dụng đến bây giờ nó khoảng gần 2 năm rồi cũng vẫn chưa thể vào bụi bên trong được. Chỉ trường hợp tháo máy thôi thì nó bị nha. Chỉ trường hợp tháo máy ra nó sẽ bị bụi bên trong, các bạn lưu ý như vậy nhé. Mặc dù là nhiều thợ tháo máy vệ sinh rất sạch, nhưng chúng ta lên xem con đấy thì chúng ta giảm được tỷ lệ là chính là máy đẻo cao, đúng không? Đó. Rồi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến cái viền. Xem xong cái lưng chúng ta sẽ xem đến cái viền. Thì ở đây các bạn lưu ý là máy màu nào thì viền nó sẽ là màu đấy. Đó. Thì hiện tại có những chiếc máy màu xanh mà dùng lâu rồi cái viền nó sẽ bị xỉn thành màu đen. Cái đấy là cái bình thường. Nhưng mà khi đi mua máy chúng ta bỏ ra một đống tiền thì chúng ta nên chọn được cái máy nào nó chưa bị phai màu hoặc là chuẩn màu viền nha. Thì chúng ta cùng xem cái viền nhé. Cái viền màu nào sẽ là như màu đấy. Thì ở trên cái viền này ấy, thì cái điều quan trọng nhất là tất cả cái viền này nó đều có một cái giải nhựa là mang teng cho những cái sóng như là wifi là sóng điện thoại di động thông thường ấy. Thì ở phía bên trên này này, đây chúng ta cùng nhìn nhé. Đó, phía bên trên ở phía bên phim nước nguồn ấy, đó thì nó sẽ có một cái đường ở đây, phía bên dưới có một cái, bên này cũng tương tự như vậy này, thì phía này có một cái, phía này có một cái này, phía bên trên nóc ở trên cùng thì nó sẽ có một cái ở đây. Đó, và cái màu sắc này thì nó sẽ gần như là tương đồng màu sắc của cái máy. Ví dụ như ở đây là màu vàng thì cái phần nhựa này nó sẽ là màu vàng này, màu xám sẽ là màu xám này, màu trắng nó sẽ là màu bạc trắng này, màu bạc sẽ là màu trắng này, màu xanh nó sẽ là màu xanh. Đấy, các màu nó sẽ giống hệt nhau, các màu sẽ giống như nhau. Và điều đặc biệt
Điều đặc biệt ấy là cái màu của cái này nó sẽ giống cái màu nhựa bên trong cái chân sạc nhé. Mặc dù chân sạc bị cắm nhiều nó sẽ phai đi, nhưng mà nếu mà cái chân sạc nào còn nét thì chúng ta sẽ nhìn thấy có. Và những cái máy này ấy, nếu mà các bạn kiểm tra mà nó sử dụng lâu rồi, đã kích hoạt lâu rồi, đã sạc nhiều lần rồi thì cái chân sạc nên bẩn một tí nhé. Lên bẩn một tí, cho nên không nên đẹp quá. Cái chân sạc mà nét gần như chưa bị cắm ấy, mà cái số lần sạc nó nhiều ấy, thì chắc chắn một điều nó đã thay chân sạc rồi. Đây là cái điều chắc chắn luôn. Nên khi các bạn xem cái viền và cái màu chân sạc thì nó hơi khó một chút, nhưng các bạn nên vệ sinh được. Nếu còn mới còn đẹp thì nên xem nó cái màu nó trùng. Đó. Và khi chúng ta nhắm mắt vào ấy và chúng ta vuốt được cái đường viền này, chúng ta cảm giác nó là một khối nhưng nó không có hở ra hay không cao hơn. Chúng ta lưu ý là như vậy, tất cả cái đường phần đăng ten ở đây, nó đều là một khối hết. Nó là viền xịn nha. Đây là một khối hết là viền xịn nha. Đó, các màu như này, nó cùng nhìn và hình dung vào theo cái màu của nó nha. Đó, thì tiếp nữa là đến các phím bấm này. Các phím bấm đây là phím gạt rung này. Đó, phím gạt để tắt âm lượng ấy. Đó, nhìn nha, như cái này nó dùng nhiều nhá thì nó sẽ bị bám bụi đây và nó sẽ còn màu hồng nhiều, nhưng vệ sinh nó sẽ còn màu hồng được. Lý là những cái này nó đều sử dụng lâu rồi, nó phải có bụi đúng không? Đấy, máy zin nó phải như thế, chứ máy zin mà mới quá thì cũng hơi sợ nó sạc nhiều lần lại mới quá cũng hơi sợ đấy. Đó. Các phím này nó chắc rất là chắc chắn này, không bị long lanh này, cảm thử nó không độ dơ luôn. Đấy, và bấm nó rất là đều tay nhá. Bấm như nhau luôn. Đó, rất đều tay, bên này cũng vậy này, rất là chắc chắn nhá. Đó, phía này nó sẽ là khai sim này. Khai sim thì chúng ta cùng chọc hết ra. Và chút nữa chúng ta cũng có thể xem được là bên trong là nó có cái dấu hiệu để cho nhận biết là có chuẩn hay không ấy. Đó, khai sim như này. Ở đây. Đó, nó có cái răng chống nước ở đây này. Đó, khai sim màu đen thì là màu đen nhá. Đó, trên khai sim thì đều in email hết. Đúng không? Đó, đây này. Đó, được chuẩn hết nhá. Đó, khi tháo khai sim ra này. Đó, những cái đường cắt bên trong này rất là nét này. Rất nét này, rất nét này. Đó, ok chưa? Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái thông số trong cái sim. Đó. Tiếp nữa ở phía dưới chân sạc mình vừa nói rồi, bây giờ chúng ta cùng xem những loa cái khe của loa mic, loa và mic. Đó thì chúng ta cùng nhìn nhé. Thì ở đây nó có đều có màng hết. Chúng ta xem lý là máy nào cũng phải có màng bảo vệ chắn bụi ở bên ngoài, và màu nó giống tương tự như cái màng của cái mic phụ ấy. Đó, chúng ta nhìn thấy màu vàng này, màu đen này, màu bạc này và màu hơi xanh này. Màu xanh nó gần như tương tự màu đen, nhưng mà sẽ là màu xanh. So sánh hai cái này nó khác màu nhau nhé. Đó, nhìn nhé, trung màu. Và tất nhiên là nó bụi bẩn thì không sao, nhưng đừng để mất, không có là không chuẩn, nó phải có nhá. Đó, về cái viền. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua cái màn hình nhá. Cái màn hình này rất là quan trọng, bởi bây giờ màn hình lô nhiều lắm. Đó, chúng ta cùng tắt hết đi. Thì phía trên màn hình của iPhone ấy, đây là màn hình tràn viền, nó không có một cái logo hay bất cứ một cái ký tự nào cả. Đó, các bạn lưu ý cho mình như vậy nhé, nó không có một cái logo hay bất cứ một cái ký tự nào cả. Và nó rất là đen. Nó rất là đen luôn, bởi vì màn hình là màn hình LED mà. Đó, nó rất là đen. Cái nền đen nó gần như là tuyệt đối luôn. Chứ còn nếu mà có màu khác đi ấy. Ở đây thì mình có một cái màn lô. À, còn nhìn nha. Ở trên camera thì chúng ta cũng rất là khó phân biệt, bởi vì màn lô này là màn lô cao cấp, màn OLED của Trung Quốc. Giá rẻ thì chỉ bằng 1/3 thôi. Đó, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nó hơi bóng bóng hơn một chút không. Nào, cầm nhìn gần lại nha. Đây này. Đây. Đó, chúng ta nhìn thấy là hơi bóng hơn một chút này. Đó, nhìn thấy không? Đó, nếu mà nhìn sơ qua thì rất là rõ các cái tấm nền của nó rất là sáng hơn là so với cái màn xịn. Đó, chúng ta còn nhìn nhá. Đây là xoay đèn cho các bạn xem. Đây. Đó, bên này là cái màn lô nhá, cái màn lõm ấy, màn Trung Quốc ấy. Đó. Đó. Còn đây là cái màn xịn thì chúng ta còn nhìn nó rất là đen. Nó rất là đen nhá. Đây, để tao lại lần nữa này. Ở trên camera khó gì đó, nhưng ở ngoài đời chúng ta nhìn rất là dễ. Nhìn rất là đen này. Cảm tưởng như là một khối luôn. Còn cái màn lô thì nhìn lộ luôn bên trong màn hình luôn. Đó. Đó. Đây, cái màn lô của mình đang bị vỡ này. Đây, khách bị vỡ. Bị rơi vỡ và thay màn lô bởi vì nó rẻ thôi. Bởi vì nó giá rất là rẻ. Đó, nhưng lại vỡ tiếp. Bởi vì màn lô không bao giờ bền được mà xịn được. Cái điều đấy đều chắc chắn luôn. Đó. Mà xin phải như thế nha. Và khi đi mua ấy, thì chúng ta lên ý là ok là cái vấn đề ở người nước ngoài người ta sử dụng thì gần như là người ta cũng sẽ rất là ít khi người ta dán bảo vệ, như người Việt Nam mình hay một số cái nước mà có sản xuất cái dán bảo vệ là nhiều như ở Trung Quốc hay một số nước xung quanh chúng ta. Thế nên khi mà chúng ta biết là máy của người nước ngoài thì chúng ta cần biết là nó không dán màn hình thì cái việc mà cháy xước màn hình là chuyện bình thường. Và chúng ta chọn được những cái máy cháy xước đấy cũng được, bởi vì là chúng ta tránh phải cái trường hợp mà chúng ta đã mua phải cái máy mài kính. Mài kính thì không bao giờ nó sẽ chắc chắn được như cái máy rất là dễ vỡ, không bao giờ như máy zin. Ở đây thì mình có một chiếc, tất cả mình là zin hết, các bạn nhìn thấy kính nó bị xước đâu. Đó, phía trên này nó đang bị xước chứ. Đó. Nhiều con xước ít và cũng nhiều con cũng bị xước nhiều, nhưng mà nó có, gần như con nào cũng sẽ có vết xước này, nhưng con này nó xước rất ít, nhưng trên này vẫn có này.
Đó, chứ không con nào nó đẹp nguyên bản đâu, đẹp nguyên bản nhiều khi là mài kính hoặc là thay màn hình lô rồi. Đó, đây các bạn nhìn thấy nhá, cũng bị xước này. Nhìn thấy không? Đó, bởi vì gần như ở bên nước ngoài nó không dùng dán mấy đâu. Đó, nhìn xước chưa? Đây, còn lại con kính lô đây. Vỡ thì vỡ bên trong nhưng bên kính ngoài thì không vỡ. Đây. Đó, mà kính rất đẹp. Màn kính vô cùng đẹp luôn, như là kính lô nhá. Đó, đi mua nhá. Nhiều khi cứ nghĩ là vừa về con màn hình còn đẹp nhá. Gần như không có đâu. Các bạn có thể xem là số lần sạc của nó mấy trăm lần mà không bị xước kính thì hiếm lắm. Vô cùng, nó không là không có nhưng vô cùng hiếm. Bởi vì người nước ngoài người ta không dùng dán giờ mà vớ phải ông dùng dán thì hiếm lắm. Đó, thế nên là chúng ta thấy xước một chút không sao, bởi vì những cái xước nhỏ nhỏ như những chiếc máy này. Cái xước nhỏ nhỏ như là trông thì nhiều, trông thì kinh vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình dán màn hình cường lực vào là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cái xước đấy. Và mình chấp nhận cái vấn đề là bị xước bởi vì nó là máy cũ mà. Chứ không thể là máy cũ mà chúng ta sử dụng, đúng không? Mình có thể chấp nhận vấn đề nó bị xước như vậy. Đó, thì khi mà chúng ta cùng xem màn hình, mình nói lại cái vấn đề xem màn hình lần nữa nhé, là chúng ta cùng xem nó rất là đen là một này. Thứ hai nữa, ở đây là chúng ta cầm lên và chúng ta nhắm mắt lại cho miết cái viền này, thì cái viền răng và cái màn hình và cái viền màn hình máy điện thoại ấy, nó sẽ làm rất khít với nhau, nó gần như nó không có độ dơ, nó không có độ kênh. Đây, cái này nhá, như cái màn lô này nó rất là dày, mình miết tay mình thấy rất là vướng. Đây, bởi vì là cái viền nhựa của cái màn lô rất là dày, nó không được bao giờ nó không được khít như cái màn xịn đâu. Mặc dù là có những cái màn lô rất là cao cấp người ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta có lên miết để chúng ta nhận biết được cái phần chắc chắn, hoặc là cái màn xịn mà ép kính ấy, nhiều khi nó làm ẩu nó sẽ bị dày viền lên. Đó, chúng ta cùng miết cái viền đấy nhá. Đó, cảm thấy nó trơn này. Ok, bật nó lên. Đây, bật cái nền nền đen này. Đó, bật cái trạng thái này, ở đây nó sẽ có cái phần màn hình và độ sáng này. Chúng ta chọn tối nhá. Thì ta cùng nhìn cái màu đen này. Chúng ta cùng nhìn cái màu đen nó gần như hòa đồng với cả cái viền. Đó, mà lép là phải thế. Bởi vì những cái phần đen này là phần không sáng đẹp. Đó, gần như hòa đồng với viền. Còn để bật màu sáng lên này. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn nhá, cái viền nó phải đều nhau, từ trên dưới rất đều nhá. Đây này. Đó, từ trên dưới rất đều nha. Trước nhiều trường hợp mà lô là cái dưới là nó dày hơn, hoặc là kính đẻo là ép lại là cái dưới nó dày hơn, nhưng mà xuyên suốt trừ cái phần vang vào trong thôi thì tất cả cái viền nó rất là đều, nhưng mà đều nhau này, nó không to hơn không nhỏ hơn, nó rất là đều nhau. Đó, cùng đi mua thì nên xem hai con đấy nó có giống nhau hay không. Đó, tất nhiên là màu sắc màn hình nhiều con không giống nhau, nhưng mà cái viền nó phải đều nhau và giống nhau. Đó, bởi vì màn hình của iPhone ấy thì nhiều hãng sản xuất, có thể là Samsung, có thể là LG hoặc có thể là Toshiba, nhưng cái vấn đề ở đây là cái viền nó phải đều nhau, bởi vì đấy là tiêu chuẩn rồi, đúng không? Sự sai lệch không gần như không có. Đó, tắt màn hình đi, xem lại phần nữa ở trên này. Đây nhá, thì ở cái màn zin thì gần như là chúng ta mắt thường chúng ta chỉ nhìn thấy là cái phần gì ở phần camera trước thôi, còn hai cảm biến bên trong này chúng ta phải nghiêng đi hoặc soi đèn là chúng ta mới nhìn thấy nhá. Đây, nhiều cái màn lô nhá, chúng ta rất dễ nhìn này. Đấy, chúng ta bằng mắt thường chúng ta chỉ cần hơi nghiêng là chúng ta có thể nhìn thấy đây có hai cảm biến này, nhưng màn xịn nhiều khi nghiêng đi rất là khó và chúng ta phải dùng đèn soi vào chúng ta mới nhìn thấy. Đó, như cái màn này rất dễ nhìn nhá, nhìn thấy luôn. Đây, ở bên này có thêm một cảm biến nữa, đúng không? Như màn xịn bên này cũng có nhưng phải soi rất kỹ mới thấy. Đó, và tiếp nữa là cái phần loa trong này, cái phần loa trong này nó bụi nó bẩn không sao bởi vì dùng qua sử dụng rồi đấy, nhưng nó phải có và nó phải đều nhé. Đây, cái hàng thay màn này, đây nó nằm gần như là thu xuống dưới một tí này. Nhưng hàng xịn này nó gần nổi, nó đều này. Đó, các bạn có thể nhìn đâu. Đấy, miết tay này nhẹ nhàng có thể sờ được, nhưng cái này nó thụt xuống dưới này. Đó, các bạn nhìn đâu, nhìn thụt dưới nhá. Màn lô ấy. Đó, bỏ qua màn lô xong rồi đây. Chốc tí rồi mình thay màn khác lại thay màn lô tiếp. Đó, mua lại cao cấp hơn, khó vỡ hơn. Đó, đấy là vấn đề chúng ta xem về hình thức máy. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong. Thì chúng ta xem bên trong chúng ta sẽ nhận biết được một số cái rất là hay. Ở đây thì mình đang có một chiếc máy màu vàng của Mỹ ở đây. Đó, chúng ta nhìn thấy nhá. Phần giới thiệu của Mỹ ở đây và thời gian bảo hành ở đây nó vẫn ghi này. Thời gian bảo hành của máy là đến 11 tháng 6 năm 2021 này. Đây, cái này cần hết bảo hành rồi, nhưng có bảo hành vẫn còn bảo hành nhá. Nhiều trường hợp thì hết bảo hành không nói. Ở trên này thì cái này khi format máy đi thì chúng ta không nhìn thấy, mà chúng ta phải dùng một thời gian chúng ta mới nó mới hiển thị ở đây. Đó, cái phần này phần bảo hành của máy. Thì nhiều trường hợp bây giờ chúng ta mua nó hết bảo hành nó không sao cả. Bởi vì máy này đã gần 2 năm rồi mà. Đây, còn bảo hành tháng 9 này. Đó, đúng không? Đó, như con này vì sao nó có chữ dài đây, bởi vì là có thể có thêm một gói bảo hành chống mất cắp đấy. Đó, đây, con này có thêm gói bảo hành chống mất cắp này, con này thì gói bảo hành thường thôi. Đây thì hết bảo hành hệ thống này. Đó. Đó. À, cái này nó chưa hiển thị lên, chứ còn hiển thị lên, nó phải hiển thị lên, cái này chưa hiển thị lên cái cột bảo hành đấy. Đấy nhá, đây đấy, vấn đề xem bảo hành, cái này thì bình thường thôi. Phân biệt dòng máy ở đây nhá, thì ví dụ như ở đây là cái máy là có VC gạch ngang A, thì nhiều bạn là thắc mắc không biết là hàng gì. Thế nên là hàng Canada nhé, hàng Canada thì nó giống hàng Mỹ thôi, chứ hàng châu Âu thì nó in hình như sau. Thế các bạn lưu ý là cái tất cả các hãng
tất cả các hàng, tất cả các nước đều giống hệt nhau, chứ không phải là Mỹ là ngon hơn đâu, giống nhau thôi đó. Vì sao Mỹ ở Việt Nam lại nhiều? Thực ra là Mỹ nó rẻ, ở Mỹ nó bán điện thoại nó rẻ, máy cũ nó nhiều thì mua về được Việt Nam, thì ở châu Âu thì nó ít. Ở châu Âu mua máy iPhone là nó đắt hơn mua tại Việt Nam cơ, nên chính vì hàng châu Âu nó ít. Chứ còn là hàng Mỹ hay hàng châu Âu hay hàng tất cả các nước đều giống hệt nhau, chỉ khác nhá. Khác thứ nhất là hàng Nhật Bản, hàng Hàn Quốc không tắt âm chụp ảnh, hàng Trung Quốc không có FaceTime audio, hàng Ả Rập Xê Út không có FaceTime video. Đó là những hàng đấy, là những hàng không đáng giá mấy so với những hàng Mỹ hay hàng quốc tế. Chứ còn Việt Nam, châu Âu, Mỹ hay Canada đều giống hệt nhau. Các bạn lưu ý như vậy, chọn được con máy mà của châu Âu mà đúng hình logo thùng rác đây là nguyên zin càng dễ, bởi vì cái hàng lắp lưng fake nó không làm được hình thùng rác ở đây. Đấy, mình nói thẳng như thế. Cho hàng châu Âu là còn quốc tế chuẩn nhiều, bởi vì hàng Mỹ nhiều trường hợp nó là máy lắp, nó mua cốt thành quốc tế. Đó, hàng Mỹ là như vậy, bởi vì sao vậy nhỉ? Bởi vì là ở bên Mỹ nó bán theo hợp đồng nhà mạng rất là nhiều, giá máy chỉ có 299 đô, trong đó mua tại Việt Nam là 800 đô, 299 đô mua thêm cốt. Những lúc khuyến mại chỉ có thêm khoảng 50 đô nữa, tức là thành quốc tế tính là khoảng 300, hơn 300 đô, 340 đô. Và còn nó mua tại Việt Nam là 800 đô, mua tại Anh có thể là lên đến 1.000 đô, 1.000 bảng Anh. Đó, tại Việt Nam rất là rẻ, hiện tại máy mới tại Việt Nam rất là rẻ đúng không? Đó, vì sao máy Mỹ nhiều như vậy? Bởi vì là đa phần là máy lóc, phần mua cốt. Đó, thì mới nhiều vậy chứ, anh em cứ thích máy Mỹ, có khi vớ phải con lóc. Lóc viễn là không sao, lóc tạm thời thì chết dở, tí nữa mình hướng dẫn anh em xem lóc tạm thời, lóc viễn nha. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng xem nha, Canada hay không thì chúng ta ấn vào đây. Thì chúng ta sẽ xem cái modem này A2161 đúng không? Thì ở bên trên này mình đã tháo con sim vào rồi. Đó, ngày xưa mình đã nói với anh em một lần đấy. Thì ở bên phía dưới đây này, ở trên camera rất là khó nhìn, nhưng mắt thường là chúng ta sẽ nhìn thấy. Đây, mình sẽ thử xoay đèn cho nó dễ không nhá. Đấy nhá. Đó, và đây có cái modem, các bạn có thể nhìn thấy là A2161 không? Đây này, có chữ in màu trắng này. Máy nào cũng có, và máy nào cũng phải là chuẩn giống bên trên máy. Đây. Đó, A2161 nhá. Đây. Con màu trắng này. Màu trắng này bởi vì nó in cũng là khắc ra gì khó nhìn hơn, nhưng bởi vì cái màu của cái viền. Đó, nhưng vẫn là A2161 nhá. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bao giờ cũng phải thế. Cái modem này và cái trong này in của chúng nhau. Ở phía dưới này, phía màn hình nhá. Còn phía dưới này nó sẽ có đơn vị lắp ráp, có nước lắp ráp, ví dụ như iPhone 11 Pro Max là phần lắp ráp ở Trung Quốc. Đó là con nào phải có nhá. Nó sẽ ghi là không, mình không phát âm tiếng Anh chuẩn, nhưng mà nó sẽ cái nhỉ, ác xem cái gì đấy tại China. Đây. Đây, đấy. Các bạn nhìn nhá. Đây. Đó. Tại China này. Đây này, đó, nguyên zin nó phải như thế nhá. Đấy, tất nhiên là lắp ráp ở Trung Quốc rồi đúng không? Phải chuẩn như vậy. Khi nào mà Việt Nam mình sản xuất iPhone, lắp ráp điện thoại iPhone tại Việt Nam thì rất là Việt Nam. Nhưng mà bao giờ nó cũng phải có cái in thông tin ở trong đấy mới là xương xịn. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xem tiếp một lần nữa. Đây. Cái này nó sẽ là email. Đây là dung lượng của những chiếc máy iPhone 11 Pro Max, nó chỉ có 64, 256 và 512. Thì thời điểm hiện tại cái bản 64 mọi người đều không tin tưởng nó về cái vấn đề dùng được nhiều dung lượng, bởi vì mọi người rất là các chị em phụ nữ chụp ảnh nhiều thì 64 ghi gần như không đủ, thì mua 256 rất là nhiều. Thế bên mình chủ yếu là 256 thôi, 64 mình cũng rất là nhiều chứ, nhưng 256 mình cũng rất là nhiều. Đó, các bạn muốn tìm 256 thì cứ liên hệ với mình, sẵn sàng hàng luôn. Đó, thì đây là 256 nhá. Ở phía này nó sẽ có một cái email, email thực và email kỹ thuật số. Đó, chứ còn nếu mà sim 1, sim 2 mà thì nó là hàng Hồng Kông, thì nó sẽ hai sim vật lý, còn sim thực và sim kỹ thuật số là con nào cũng có. Có nghĩa là máy này đều dùng hai sim hết nha. Thì ở cái email này thì nó sẽ có phần email ở trên khai sim này. Đây này, khai sim nó in email nhá, thì nó thường thường sẽ in cái email thực chứ không phải email kỹ thuật số. Đây này. Đó, các bạn nhìn không? Nhưng mà cái điều ấy là các bạn tìm được những chiếc máy mà có email trùng với cả khai sim ấy thì bây giờ cũng rất là ít, bởi vì sao? Bây giờ đây vẫn đa phần như mình tháo ra như này nhá. Mình cứ vứt cả đống này. Thế mình nhiều việc quá mình lắp nhầm là chuyện bình thường. Bởi vì màu sắc trùng nhau mà. Thế nên là chúng ta không cần thiết phải tìm được cái email trùng khai sim, mặc dù là bên mình cũng đa phần là trùng khai sim. Nhưng mà mình nói thật là nếu mà các bạn không thấy trùng, các bạn không nên quy con đấy là không chuẩn. Có trùng thì tốt mà không trùng không sao. Đó. Đây là xem khai sim là như thế nhá. Còn cái phần tiếp là xem bên trong liệu có biết được chuẩn hay không nữa đây này. Kể cả có thay màn zin mà thợ bây giờ nó fix rồi nên nó rất là khó nói. Đó. Bây giờ là nó fix được cái chu tông rồi nên nó rất là khó nói. Nhưng mà nếu không có thì chắc chắn là đã bị thay màn rồi, đúng không? Đó, cho nên là chúng ta vẫn phải xem.
đây mình sẽ đóng hai xin là mình sẽ mở nha. Đây nha, mình mở hai con cho các bạn xem này. Các bạn phải vào phần cài đặt như bình thường. Đây, vào cài đặt màn hình nhá. Đây, màn hình và độ sáng này. Đó, tất cả những máy con chọn màn hình vẫn là phải có chu tông. Mặc dù bây giờ màn lô nó cũng phải được chu tông rồi. Mình nói phải nói thật, màn lô nó phải được chu tông rồi. Đó, nhưng nó phải có, không có không được. Đã tắt chu tông đi thì cái màn nó sẽ bị sáng hơn. Bật chu tông lên sẽ vàng hơn. Đó, nhưng phải có nha. Đó, phải có chu tông. Có điều chắc chắn là các bạn đã xem. Tiếp nữa là bây giờ đến cái bước kiểm tra online. Cái này rất quan trọng. Cái này rất quan trọng. Ok, xem tất cả các thứ ok rồi nhá. Thì cái chức năng như camera hay là wifi các thứ thì các bạn tự kiểm tra nhá. Cái rất dễ rồi. Nhưng các bạn cũng kiểm tra mạng online của mình. Thì các bạn phải vào đây gọi copy cái server cho mình hoặc là copy cái email được. Nhưng mà mình khuyên là copy cái server để đỡ và xóa khoảng cách đi. Thì các bạn vào cho mình cái trang là check iPhone. Check iPhone. Đó. Thế là chúng ta sẽ vào check iPhone này. Đó, chúng ta sẽ vào cái trang đầu tiên nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chỉ vào check iPhone vào cái trang có logo của Apple thôi. Chúng ta đừng vào một cái trang gì cả, email info hay là email gì chúng ta đừng nên vào. Bởi vào những trang đấy rất là nguy hiểm đấy. Và trang đấy là tự nhiên cung cấp cái thông tin email của cái máy đấy cho một cái bên nó bên thứ ba để là sưu tầm những cái email đấy. Mà nếu mà cái email đấy mà không dùng ai cả lao thì cái máy đấy nó sẽ, cái email nó sẽ bán cho những người dựng máy để người ta làm thành cái máy khác có đúng cái email đấy của các bạn. Đấy, và những cái máy khác mà người ta dùng ai cả lao thì cái máy của các bạn sẽ bị khóa ai cả lao của cái người khác. Họ rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta đừng có check trang linh tinh và chỉ check trang của Apple thôi nhá. Ở đây này, chúng ta sẽ check được vào dán cái phần CD chúng ta vừa có vào đây. Chúng ta sẽ vào cái captcha. Đó, chúng ta vào captcha nha. Đó, trở loát này. Ôi, mình có sai captcha mất rồi. H34X. Đây, chúng ta cùng nhìn nhá. À, mà này nó mới kích hoạt, nó có cả chống trộm mất cắp này, bảo hành của nó ở đây. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy này, ở đây nó sẽ ghi là ngày mua hợp lệ này, hỗ trợ điện thoại là vẫn còn này. Cái này thường sau 3 tháng nó kết thúc, nhưng con này nó mua thêm gói bảo hành mất cắp ấy thì nó vẫn còn. Đó, hỗ trợ sửa chữa là vẫn còn này, và bảo hành của nó là đến ngày 1/6/2021 này. Đó, hỗ trợ mất cắp này, thường nó sẽ là 3 tích, tích 1, tích 2 và tích cuối. Nhưng cái này nó có ở mất cắp thì nó sẽ là 4 tích. Đó, và cái cuối cùng này bao giờ sẽ là ngày tháng. Đó, các bạn lưu ý như vậy nha. Bao giờ nó cũng sẽ là ngày tháng ở cuối cùng này. Nhưng cái quan trọng nhất là cả hết bảo hành hệ thống ấy thì nó sẽ không, nó những cái này nó không tích sai. Và chỉ tích một cái trên cùng đây là tích ngày mua hợp lệ, thì các bạn lưu ý là phải có cái đấy. Đó, còn nếu cái máy nào hết bảo hành các bạn muốn kiểm tra xem là kích hoạt ngày nào ấy thì cũng đơn giản thôi. Các bạn đăng nhập cho mình cái iCloud vào đây. Đấy nha, đăng nhập cái iCloud vào đây nha. Sau đó các bạn vào cái trang là các bạn tìm kiếm vào là cái Apple nha, My Support nha. Đấy. Bộ số 1 này. Các bạn vào cái trang đầu tiên này. Đó, sau các bạn ấn đăng nhập cái thẻ iCloud đây. Đó. Đăng nhập cái thẻ iCloud đây thì nó sẽ thông báo những thiết bị các bạn đang đăng nhập vào ấy. Đó, các bạn có thể xem được là nó sẽ còn bảo hành bao nhiêu lâu, đúng không? À, kích hoạt từ ngày nào. Đó. Cái này rất là hay. Bởi vì cái này có thể kiểm tra được cái máy mà hết cái thời gian bảo hành trên hệ thống Apple rồi. Còn là hệ thống Apple chúng ta đều biết, đúng không? Đó, vào đây nha. Khi đăng nhập xong này. Nó sẽ vào My Support này. Đó, nó sẽ có báo là My Device này. Trong đó là có những chiếc iPhone mình đang đăng nhập nhé. Trong cái 5S này, 2 con 5S này. Rất là nhiều con 5S. Mình đăng nhập rất là nhiều con 5S. Và những con 5S đã chết rồi. Một cái iPhone 6 này. Một cái MacBook này. Đó, một cái iPhone 6 Plus ở đây. Và con 11 Pro Max mình vừa đăng nhập đây. Đó, có hỗ trợ gói bảo hành mất cắp này. Thì ta ấn vào cái thiết bị này nhé. Đó. Thì ở trên thiết bị này nó sẽ có ngày kích hoạt vào ngày 15, kích hoạt ngày 15 tháng 2 của năm 2020 và bảo hành tháng 6 của năm 2021, gói bảo hành mất cắp. Đó, của Apple ở đây. Thực ra là cái gói bảo hành mất cắp này nó chỉ hỗ trợ ở bên Mỹ thôi. Ở cái nước người ta bán máy này đấy. Chứ còn nếu sang Việt Nam mà mất cắp thì chắc không báo được ai cả. Vì Việt Nam còn đâu có đơn vị đại diện cái gói đấy ở Việt Nam đâu. Mất cắp nó sẽ để cho con khác ấy. Đấy, nó mua thêm gói mất cắp ở đây. Đó, đấy, các hãng đều bán thêm gói bảo hành vàng, rồi đều bán thêm gói bảo hiểm ấy. Đó, bên mình cũng vậy, cũng bán theo cái gói bảo hành chẳng may hỏng đồ khác luôn. Đó. Đây này, ở cái thiết bị đăng ký số loại là cái số đăng ký là như thế này. Đó, ở trên này thông báo đầy đủ thiết bị này. Đó, ví dụ nhá, ví dụ mình thử xem cái con mà ngày xưa mình đã từng đăng nhập vào, ví dụ như cái con 6 Plus này nhá. Cũng xem là ngày kích hoạt này. Đó, các bạn nhìn thấy là ngày kích hoạt là vào ngày 15/9/2015 này. Đó. Cái My Support này nó kiểm tra được cái ngày kích hoạt của chiếc máy. Mà khi mà chúng ta không biết được cái ngày kích hoạt cụ thể là bao nhiêu, nó rất là tiện ích như vậy.
Còn cái vấn đề là nữa là bây giờ là chúng ta muốn kiểm tra xem là liệu nó có bị lóc hay không ấy, thì rất là đơn giản thôi. Muốn kiểm tra xem bị lóc và iCloud ẩn hay không khi đi chọn máy, đây là bước cuối cùng. Khi chúng ta đã ưng con máy rồi, tất cả các tiêu chuẩn đều như mình nói rồi, và đây là bước cuối cùng để chúng ta xác định xem nó có bị lóc lại hay không. Tất nhiên là lắp sim bây giờ nó nhận sóng đúng không, lắp sim vẫn nhận sóng nhưng không chắc chắn. Bằng cách là như này, chúng ta sẽ đặt lại. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt, và phần cài đặt chung và phần đặt lại ở dưới cùng, ở đây gần như dưới cùng ấy, chúng ta xóa tất cả nội dung vào cài đặt này cho mình, hay gọi là restore ấy. Đó, xóa hết, kệ cái gì tải lên tải, chúng ta xóa hết đi. Đó, nhập mật khẩu iCloud vào đây. Đấy, khi xóa lại nhá, khi xóa đi nó sẽ trở lại trạng thái như lúc xuất xưởng, như lúc mới mua ấy, và chúng ta phải active. Đó, cái này chúng ta phải đợi nhá. Thì khi mà chúng ta active lên mà nó lắp sim vào, nó báo là sim hợp lệ, nó có sóng, và nó báo là chúng ta kích hoạt ở bên trong bằng iCloud của chúng ta, thì nó là mấy là chuẩn. Còn nếu mà kích hoạt lên mà nó không cho chúng ta kích hoạt, nó báo là lóc, nó báo là sim không hợp lệ, nó báo là có tài khoản iCloud, thì những cái chiếc máy đấy nó bị dính iCloud ẩn, là chúng ta không nên mua. Nên khi đi mua hàng tại các cửa hàng ấy, là chúng ta phải yêu cầu gọi là format của chúng ta, là cái bước đặt lại vừa rồi đấy, để chúng ta biết là có chuẩn hay không. Và các bước đơn giản để xem như vậy thôi, chúng ta có thể mất khoảng 2 phút để chúng ta có thể nhận biết được chiếc máy đó có hợp chúng ta hay không, chúng ta bỏ tiền đang xứng đáng hay không. Đó, còn bên mình thì chắc chắn mình làm một clip này mình phải bán máy chuẩn rồi. Thế nên các bạn muốn mua mình thì các bạn có thể đến địa chỉ bên mình là 170 Lạch Chay, hiện tại mình mới chỉ có cửa hàng tại đấy thôi. Đó, còn sau này mình sẽ mở tiếp các hệ thống cửa hàng của mình ở nơi khác, thì khi nào mình có thì mình sẽ thông báo ở trên website mình là mm.vn để chúng ta mua hàng, hoặc chúng ta có thể điện thoại số điện thoại là 0888888641 02 5652 6789 số bảng Hải Phòng để chúng ta có thể mua được hàng. Còn nếu mà các bạn ở xa, các bạn không đến được shop, thì các bạn có thể điện thoại cho bên mình, có thể chat Facebook là mm.vn, hoặc có thể comment ở dưới video này để mình hướng dẫn các bạn đặt hàng online. Bên mình sẽ ship một COD toàn quốc cho các bạn, khi các bạn nhận được hàng các bạn phải thanh toán, và sẽ bảo hành ít nhất là 1-1 trong vòng 45 ngày trong trường hợp các bạn bị lỗi, hoặc các bạn ở xa các bạn không ưng thì mình có thể đổi cho các bạn trong vòng 45 ngày. Tiền phí đổi đi đổi lại thì mình sẽ chịu, quản lý như vậy nha. Ngoài ra thì bên mình có gói mở rộng bảo hiểm giống với trường hợp mà có Apple bán thêm gói backup ấy, là mình sẽ mở rộng gói bảo hiểm là các bạn phải mua thêm, và mình sẽ 1-1 lên đến 12 tháng cho các bạn. Trong trường hợp các bạn bị lỗi các bạn sẽ đổi trong vòng 12 tháng, không rơi vỡ vào nước nào được. Đó, đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn mua hàng thì mình có lại là các bạn có thể đặt hàng ở website mm.vn, có thể chat với Facebook mm.vn, hoặc có thể comment dưới video, hoặc có thể điện thoại số điện thoại là 02 5652 6789, hoặc 0888888641 để đặt hàng nhé. Các bạn xem video là các bạn thấy hữu ích thì các bạn chia sẻ cho mọi người khác cùng xem, hoặc là các bạn có thể cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn.